Bien, ya lo dio. Quốc gia, khu vực. Đó là cách chữ. Bây giờ chúng ta sẽ vào mục thay đổi quốc gia hoặc vùng. Bây giờ các bạn có thể thay đổi đến Hoa Kỳ hay là bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Bây giờ mình sẽ ví dụ về Hoa Kỳ. Nhấn vào Hoa Kỳ. Đồng ý. Cái mục này thì các bạn không có thẻ nên các bạn không cần phải đăng nhập. Nhấn vào chữ non. Bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào nút tiếp theo. Đây, bây giờ nó sẽ hiện lên chữ đỏ ở đâu. Nên là có chữ màu đỏ thì các bạn sẽ nhập bất kỳ một tên nào đó vào. Ví dụ như mình nhập chữ A. À, thế thì mình có thể chọn vùng California. Zip này nếu ai không biết thì có thể lên Google để tra là ví dụ như đây là trong zip của California thì lên Google sẽ tra là zip của California và nó sẽ ra được cho các bạn. Còn nếu chúng ta chọn zip Colorado hay là Delaware thì lên Google chọn là zip Oregon thì nó sẽ ra. Và đây zip của California mình đã tra là 90001 số điện thoại mà quốc gia của USA là 001. Còn sau này thì bạn nhập 7 chữ số bất kỳ. Bây giờ thì mọi thủ tục đã hoàn tất. Đó, phải chữ đôn. Và bây giờ nó đã chuyển sang cửa hàng của USA. Bây giờ thì bạn có thể tùy thích tải những ứng dụng của Mỹ về cho điện thoại của mình. Đấy. Nếu muốn chuyển về của Việt Nam thì bạn sẽ chuyển về của Việt Nam, nhấn vào đây, thao tác như giống như lúc nãy, country region, thay đổi quốc gia hoặc vùng. Vùng sẽ là Việt Nam. Chúng ta chuyển về cửa hàng App Store của Việt Nam. Agri. Đường thì bạn chọn một đường bất kỳ đi. Thành phố bất kỳ. Mã zip ở App của Việt Nam sẽ không phải yêu cầu. Mã quốc gia là 84. Chọn đường số bất kỳ. Chọn bao nhiêu số cũng được. Nhưng đây mình đã có số điện thoại nên là mình chọn số điện thoại của mình luôn. Xong rồi, chúng ta sẽ xong. Bây giờ nó đã trở lại với App Store của Việt Nam. Chúc các bạn có một